Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh máy CNC Đông Phương.com. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn quý khách hàng cách thay và bảo dưỡng con trượt trục Z. Thường sẽ có 4 con trượt được lắp đều hai bên trái và phải của trục Z. Bước đầu tiên chúng ta cần phải tháo hết ốc liên kết của mặt bích và con trượt. Lưu ý, nên chuẩn bị sẵn một bộ lục giác để quá trình tháo ốc diễn ra dễ dàng và nhanh gọn. Sau khi tháo hết ốc liên kết, tiếp theo chúng ta sẽ tháo phần dây dẫn dầu, được đấu nối ở phía đầu trên của con trượt. Giờ chúng ta dùng hai tay đẩy mạnh con trượt xuống phía dưới là có thể tháo ra được. Trong trường hợp con trượt bị kẹt, việc đẩy xuống sẽ tương đối khó khăn. Chúng ta chỉ cần mở rộng khoảng cách tiếp xúc của con trượt và mặt bích bằng cách dùng tô vít đẩy chéo mặt bích ra phía ngoài một chút là có thể tháo con trượt ra dễ dàng. Sau khi tháo được con trượt cũ ra, không nên vội vàng thay con trượt mới vào luôn, mà hãy kiểm tra tình trạng của con trượt cũ một cách kỹ càng. Trong trường hợp con trượt bị kẹt, do trong quá trình sử dụng quên bơm dầu bôi trơn, chúng ta chỉ cần đổ trực tiếp dầu bôi trơn vào con trượt là có thể sử dụng lại bình thường. Cũng có nhiều trường hợp con trượt bị kẹt do rơi quá nhiều bi ở bên trong, thì chúng ta nên tháo bi ở những con trượt cũ không sử dụng nữa thay vào. Như vậy sẽ khắc phục được lỗi và tiết kiệm chi phí bảo hành. Trước khi thay, nên lắp thử con trượt vào thanh trượt, rồi di chuyển bằng tay xem có bị rơ và kẹt nữa không. Mọi thứ đều ok, chúng ta mới lắp và bắt ốc cố định lại con trượt như lúc đầu. Sau khi thay và lắp lại xong tất cả, chúng ta khởi động máy lên và di chuyển thử trục Z trên phần mềm xem có hoạt động chơi chu không. Bước cuối cùng là chạy thử và đánh giá chất lượng của sản phẩm máy đục ra.
hy vọng sau khi xem hết video này, quý khách hàng có thể tự mình khắc phục được những lỗi liên quan đến con trượt trục rét của máy CNC điêu khắc gỗ. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến số chăm sóc khách hàng của công ty tự động hóa Đông Phương Hà Nội 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại.